Rồi, hello mọi người nha. Đây là mô hình nuôi ong của mình nha mọi người. Đây cũng là ổ ong mà mình thả cũng lâu rồi nè, nay có bầu đít rồi nha cả nhà. Bên đây còn mấy ổ nữa nhưng mà mới thả nha mọi người. Cái tổ này mới thả. Thì có hai ổ này là này nó có cái bầu đít à, lớn nha cả nhà. Ổ này mới thả đây mà tròn vo luôn. À, ổ này mỏ lớn ghê luôn. Đây là mấy ổ nhỏ nha. Đó. Con này vừa thả cái chút xíu này cũng được nè. Đây.